Từ một người làm công việc âm nhạc thầm lặng, quyết định trở thành một nghệ sĩ biểu diễn chỉ trong một thời gian ngắn, Tường đã phải đối diện với tất cả những điều tưởng chừng như không thể nào vượt qua được. Những thông tin chống lại mình, những chỉ trích tiêu cực, cuộc sống cá nhân trở thành đề tài bàn tán. Không vượt qua được, vậy thì phải từ bỏ hay sao? Đúng, đã có lúc Tường nghĩ như vậy. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc cùng cực nhất, thì Tường lại nhớ lại hình ảnh. Khi Tạ đã được đẩy ra khỏi giá, thì chỉ có một cách duy nhất là nâng lên cho bằng được. Hạ xuống là tự để Tạ đập vào mặt mình. Lúc đó, Tường chỉ biết tự nói, đây chính là make it or break it. Mà sức mạnh cơ thể hay sức mạnh ý chí thì bản năng một con người không tự nhiên mà có được. Sức mạnh đó phải được tích lũy từ chính những va vấp trong cuộc sống, và nhất là đến từ việc luyện tập kiên trì, liên tục. Thầy buộc tôi phải vượt qua giới hạn của bản thân mình, phải tăng thêm, nâng thêm, tập thêm, dù mình đã nói là mình đã tập hết tất cả những sức lực mình có rồi. Để rồi khi mình liên tục gặp những sóng gió trong cuộc sống, thì mình mới nhận ra là, à, cảm giác này cũng giống như khi mình đối mặt với những bài tập của thầy, thì Tường quay lại cảm ơn câu nói đáng ghét ấy rất nhiều. Nếu như trong suốt 3 năm qua, Tường không luyện tập dưới áp lực và kỷ luật, thì làm sao mình có thể rèn được sức mạnh như thế? Không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình, về thể lực, mà thành quả ý nghĩa nhất của việc luyện tập chính là một tinh thần thép thật sự. Sure, 5 more, 10 more, even 20 more, I can. Sức mạnh bên trong của chúng ta là không giới hạn. Chúng ta mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ rất nhiều. Chỉ là ta có dám bắt đầu thử thách để khai phá chính bản thân mình hay chưa? I'm more than you see.